Vâng, xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và nay giới thiệu bác một mẫu xe địa hình dòng mountain bike đến từ thương hiệu Pháp, Chopic Marip. Thì dòng Chopic này em đã về rất nhiều cái dòng xe đua, đặc biệt là cái dòng xe Chopic Marip và Milan. Thì đây về một chiếc dòng xe địa hình mountain bike Chopic Marip với cái tông màu rất là đẹp, có tông màu ghi xanh, ghi vàng, điểm chỉ trắng trên khung xe. Xe sử dụng với group DOD. Bây giờ xin mời các bạn giới thiệu xe. Vâng, trên khung hình bác, đây là cái mẫu mountain bike dòng địa hình đến từ thương hiệu Pháp, model Chopic Marip. Ngày này em về một chiếc xe còn rất là đẹp, model của xe Chopic Marip nhé, làm từ hợp kim khung nhôm, chữ ký sản xuất của thương hiệu Chopic trên khung xe. Dòng Chopic này rất là chuộng, được rất nhiều các đánh giá quan tâm. Thường thì em hay về những dòng xe đua, road bike, rất ít khi về những dòng xe địa hình. Lai về một chiếc đây với tông màu vi vàng rất nổi bật, tem chính hãng trên khung bằng nguyên bản cho xe. Xe chạy với bộ rơm sườn, rất nhiều bác đã hỏi em về những cái dòng xe mountain bike dòng địa hình đến từ thương hiệu cao cấp. Thì lại về một chiếc là dòng thương hiệu Pháp, Chopic Marip, cổ phốt ki đông chính hãng của Chopic nhưng mà theo xe. Tay nắm cao su gai còn rất là mới, được bắt ốc hai đầu rất là bền. Xe sử dụng với bộ tay bấm sản chính hãng của Shimano DOD. Thì em giới thiệu qua những video trước đây thì Shimano những dòng xe cố định địa hình gần như là chủ cuối của dòng của chủng tổng của xe rồi, trên Acera, Antus, Tole. Dòng xe sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực của Shimano. Giảm sóc dầu chính hãng của Chopic. Vành nhôm chính hãng của Chopic với bản cao xe. Sử dụng lốp Maxim, lốp với bản cao xe. Lốp còn sử dụng còn rất là tốt các nhá, lốp mới. Kích thước lốp 26x1.95. Ở dưới gầm xe thì vẫn còn cái mã vạch chính hãng của xe với bản cao xe, thương hiệu Chopic. Cho sử dụng với gạt đĩa Shimano DOD, đồ đĩa trục rỗng và đô wheel, đồ đĩa nhôm 3 tầng. Củ đề sau là củ đề Shimano DOD, được trang bị với 10 tầng lip, 3 tầng đĩa, một chuyển động của xe 30 tốc độ. Cọc yên nhôm chính hãng của Chopic, yên bản theo xe cũng chính hãng của Chopic luôn nữa nhé. Vành trong đường vành là nguyên bản theo xe, vành Chopic, lốp Maxim. Báo giờ xin mời chiều cao đứng của khung xe. Chiều cao đứng của khung xe là size 46, chiều ngang khung là size 54. Nhưng mà các bác là dùng 1m6 đến 1m7 như vừa. Củ đề Shimano DOD trang bị với 10 tầng lip, lên lip rồi. Củ lip bên phải ăn mà đùi đĩa 3 tầng, đĩa trục rỗng, gạt đĩa DOD, củ đĩa lên đĩa rất là ngon, chiếc clip còn rất là mới. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe mountain bike đến từ thương hiệu Pháp, sử dụng với bộ group DOD và xe giá tốt bên em là 7.900.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm hãy qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Còn hẹn gặp lại trong ngày mai.